Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội chữ thập đỏ huyện Con Cuông với phong trào hiến máu nhân đạo. Địa chỉ nhân đạo cần được giúp đỡ, xin giới thiệu hoàn cảnh éo le của gia đình chị Phan Thị Đức ở địa chỉ thôn Lâm Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là điểm tin tức hoạt động nhân đạo thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Bùi Thị Hưng ở xóm 2 xã Hoa Sơn, Anh Sơn mà địa chỉ nhân đạo đã lên sóng tháng 3 năm 2014, gia đình chị tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần của một số tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tại Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình Nghệ An, nơi hai con gái chị Hưng đang điều trị, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ một phần thuốc men cho các cháu. Cũng trong dịp này, ông Phan Đăng Hòe, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Nghệ An, đã nhận trang trải mọi phí tổn trong quá trình điều trị cho hai cháu. Vừa qua, nhân chuyến làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các cháu ở Trung tâm Trẻ Khuyết Tật 19 tháng 3 và Trường Tiểu học Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Được thành lập từ năm 2001, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Khuyết Tật 19 tháng 3 đóng tại xóm 7 xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, hiện chăm sóc và nuôi dưỡng 67 trẻ khuyết tật với các bệnh chủ yếu là bại não và thần kinh nặng. Để động viên tinh thần và chia sẻ phần nào khó khăn bất hạnh với các em, đoàn đã trao tặng quà và số tiền 5 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn cũng đã tặng 2.000 cuốn vở học sinh cho các em học sinh nghèo của Trường Tiểu học Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, việc hiến máu cứu người chỉ được tiến hành ở một số bệnh viện và việc cho máu diễn ra phổ biến giữa người nhà với người nhà, thì đến thời điểm hiện nay, hiến máu nhân đạo đã trở thành phong trào được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sâu rộng. Nếu như ở thành phố và các tỉnh đồng bằng, phong trào hiến máu nhân đạo được khởi xướng và đi vào quy củ bắt đầu từ năm 2008, thì ở các huyện miền núi, hiến máu cứu người cũng đã và đang trở thành hành động thiết thực mang tính bền vững. Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu ngày 14 tháng 6, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm để đem lại hiệu quả trong công tác hiến máu nhân đạo ở một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Chị Hồ Thị Hợi đã có thời gian trên 3 năm công tác tại Hội Chữ Thập Đỏ huyện Con Cuông. Thời gian làm việc tuy chưa phải là dài, nhưng bản thân chị đã thấy rất rõ giá trị, ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện, trong đó có hiến máu nhân đạo. Ngày càng có nhiều người tham gia vào phong trào này, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều hơn những người bệnh cần đến máu được cứu sống. Từ suy nghĩ đó, chị đã có cách nghĩ, cách làm riêng để công việc hiến máu cứu người ở địa bàn chị làm việc, sinh sống mang nhiều hiệu quả thiết thực. Tôi đã thấy phong trào này là rất thiết thực để giúp đỡ cho các đối tượng nghèo trong hoàn cảnh khó khăn khi cần đến sự sống và để truyền máu thì tôi đã vận động anh em quân chúng nhân dân cũng như là gia đình, và trước tiên là tôi đã vận động vợ bản thân tôi và chồng và anh chị em trong gia đình để có một sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình cho tôi để tôi làm tốt cái nhiệm vụ. Việc vận động tuyên truyền hiến máu nhân đạo cho gia đình người thân như mưa dầm thấm lâu. Đã có rất nhiều người trong họ tộc gia đình chị Hồ Thị Hợi tình nguyện tham gia hiến máu. Thì gia đình tôi là mấy năm đây là đi tham gia hiến máu, mà tôi là tham gia hiến máu lần này cũng là lần thứ hai thôi. Trong tôi năm ngoái cũng đăng ký làm, và trong gia đình chúng tôi thì cứ ngồi họp với nhau trao đổi là hiến máu là một việc, thì cái việc này là thay đổi máu thôi, không ảnh hưởng gì cả. Địa hình rộng, dân số đông là thuận lợi lớn cơ bản cho công tác hiến máu, nhưng đồng thời cũng là khó khăn hạn chế nếu địa phương không làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Ý thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của tuyên truyền vận động, nên công tác tổ chức chỉ đạo được đặc biệt coi trọng. Trong đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chính là kim chỉ nam để chương trình thu được kết quả tốt đẹp. Ngay từ đầu năm, trong hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ Thập Đỏ huyện thì chúng tôi đã đưa vào cái kế hoạch triển khai xuống cơ sở, và bước vào đầu năm 2014 thì thường trực Hội Chữ Thập Đỏ huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện,
và đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên và xây dựng kế hoạch gửi xuống cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn huyện. Từ đó là cái người dân người ta cũng nhận thức được cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái ý nghĩa của cái việc hiến máu cứu người. Thì tất cả mọi cái hoạt động vận động hiến máu tình nguyện này không phải là của Hội Chữ Thập Đỏ nữa mà xác định đây là việc chung của cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là lần thứ 3 huyện Con Cuông tổ chức hiến máu nhân đạo trên toàn địa bàn. Tuy nguồn kinh phí hạn hẹp, nhiều người dân phải đi quãng đường khá xa mới đến trung tâm thị trấn. Nhưng qua tổng kết, số đơn vị máu thu về sau mỗi chiến dịch lần sau luôn cao hơn lần trước. Trong tổng số gần 800 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đợt này đã thu về 385 đơn vị máu. Có thể nói, đây là kết quả của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân, cũng như nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào mang tính cộng đồng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Đấy là một cái việc làm có ý nghĩa, được hết là đối với bản thân tôi, nhưng mọi người, đặc biệt là chúng tay góp sức cùng với là xã hội, đó là chia sẻ giọt máu đau của mình đối với những cái bệnh nhân là không may mắc những cái bệnh hiểm nghèo mà không có cái điều kiện mà kiểm chữa, cho nên là đối với tôi đây là một cái việc làm mà hết sức có ý nghĩa. Thì tôi sẽ là không những bản thân tôi sẽ là tuyên truyền cho mọi người, vận động mọi người là cùng tham gia cái phong trào hiến máu nhân đạo chúng trong cộng đồng. Con Cuông cũng là một trong số những đơn vị luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, và là đơn vị nằm trong top đầu của phong trào hiến máu tình nguyện các huyện miền núi. Những kết quả bước đầu trong công tác hiến máu tình nguyện tại địa phương cho thấy, đồng bào các dân tộc ở đây đã và luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc để cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta có câu an cư lạc nghiệp. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình phải có một chỗ nương thân, đi về ổn định, chắc chắn thì mới mong phát triển được sung túc. Thế nhưng với nhiều người, nhiều gia đình, một mái ấm, một nếp nhà cho riêng mình vẫn luôn là niềm mơ ước chưa thể có được. Ở thôn Lâm Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, có gia đình chị Phan Thị Đức là một trong những hoàn cảnh như thế. Một ngày bình thường của chị Phan Thị Đức là nhọc nhằn mưu sinh với công việc không mấy dễ chịu, là tìm kiếm lượn lặt phế liệu trên những con đường thôn quê cũng như trong những bãi rác thải. Không biết bao nhiêu lần, chị không thể nhớ nổi, chiếc bao tải chị mang theo bên mình từ lúc đi đến lúc về chẳng nặng thêm là bao, để đủ sức an ủi cuộc đời người phụ nữ, một đời lầm lũi vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống thường nhật chưa có được một ngày thảnh thơi. Sinh ra ở Thanh Chương, nhưng theo tiếng gọi xây dựng vùng kinh tế mới thời bấy giờ, chị tạm biệt bố mẹ anh em rồi vào làm công nhân xí nghiệp chè Bãi Phủ, huyện Con Cuông. Một thân, một mình, chị cứ thế để thời gian trôi đi cùng tuổi xuân thì. Mãi rồi chị cũng có một đứa con, lại là con trai, nên những người xung quanh ai cũng mừng cho chị. Thế nhưng khó khăn bất hạnh cứ quấn riết lấy chị, để chị xuống tận cùng của nỗi khổ đau. Con trai chị, sau một lần lên cơn sốt cao không được cứu chữa kịp thời, đã vĩnh viễn trở thành người tàn phế với chứng bệnh liệt toàn thân, mất trí nhớ khi vừa tròn 1 tuổi. Có những thời điểm khó khăn quá, chị định bế con về nhà nương nhờ bố mẹ đẻ, nhưng nghĩ lại thêm gánh nặng cho bậc sinh thành, nên cứ vậy một mình nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Khi rồi cái mẹ nó khỏe, nó đi làm được nhiều, chứ năm ngoái mới năm gần đấy mẹ cũng hay đau ốm năm ngoái. Thì mẹ đi mổ thì không có ai chăm sóc bệ phục, rồi phải đưa bố gửi trong nhà anh chị ở trong Đắk Lắk. Sau mẹ lên mổ đến bệnh viện Bồn Mê Thuột ở mình đến nợ xong rồi. Sau mổ xong khâu cá phẫu thuật thành công, khi nữ bị đỡ bệ phục về thì khi năm vừa rồi đấy thì cháu lại đau nặng, lại phải nằm viện Vĩnh
năm về tỉnh mới về đấy. Thế nói chung là sức khỏe của mẹ thì tuổi càng cao sức khỏe cũng giảm, nên là cái chuyện việc đi làm ăn không có hạn chế hơn. Khi bình thường thì đang đời, chứ khi ổn đau thì đằng trước cũng có ai, đằng sau cũng có ai thì khổ thì vất vả. Cuộc sống của mẹ con chị Đức đã khó khăn, lại càng thêm khó khăn khi nông trường nơi chị làm việc giải thể. Chị trở thành người phụ nữ đơn thân nuôi con trong cảnh thất nghiệp, không có nghề, không có đất, không có nhà cửa. Thương cảnh nuôi con tật nguyền của chị, chính quyền địa phương đã cho mẹ con chị được tá túc trong một gian nhà kho thuộc đất nông trường cũ. Trải qua thời gian không được gia cố sửa chữa, chốn nương thân của mẹ con chị vốn đã tồi tàn ẩm thấp, nay càng tiêu điều. Biết không thể sống và nuôi con bệnh tật nếu không có tiền, nghề bới nhặt rác đến với chị một cách ngẫu nhiên như vậy. Hàng ngày chị để con ở nhà một mình, rồi tất cả ngược xuôi mưu sinh kiếm sống. Mỗi ngày từ công việc lượm lặt rác thải và hái chè thuê, chị kiếm được từ 30 đến 50 nghìn đồng. Khổ nỗi, con trai chị lại đau ốm thường xuyên, nên ngày làm việc của chị cứ lúc năng, lúc nhặt. Thêm vào đó, những ngày mưa gió, coi như mẹ con chị chẳng có thu nhập gì. Cuộc sống vất vả, khốn khó đã làm cho sức khỏe của chị suy giảm. Căn bệnh suy thận mới được phát hiện khiến chị hết sức lo lắng vì không biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị. Tuy nhiên, nỗi lo thường trực và lớn nhất bây giờ của chị Đức là một ngày nào đó, gian nhà kho nơi mẹ con chị nương náu sẽ bị chuyển mục đích sử dụng. Khi đó, không biết gia đình nhỏ của chị sẽ đi đâu, về đâu. Thì với cái cấp ở chính quyền ở cơ sở chúng tôi á, thì rất là tạo điều kiện hỗ trợ cho chị, kể cả về cái vật chất lẫn tinh thần, động viên chị để cố gắng vượt qua. Nhưng bây giờ cũng mong muốn rằng là các cấp có thẩm quyền, các ngành tạo mọi điều kiện để giúp đỡ chị, cho mẹ con chị có cuộc sống nó vươn khá hơn một tí, nhất là về cái khu nhà ở. Thì hiện nay về cái nhà của chị xuống cấp trầm trọng, mà ở cái nơi cái địa bàn của thôn Lâm Ra là hay có lốc xoáy và những cơn gió hút mạnh, thì nhiều khi mà gió mạnh cái thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ Văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An, số 11 đường Dương Văn Nga, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc chị Phan Thị Đức, thôn Lâm Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Thời gian qua, đã có một số tổ chức cá nhân liên hệ với chương trình hoặc liên hệ trực tiếp với các địa chỉ cần giúp đỡ đã lên sóng để ủng hộ giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Chương trình mong muốn sẽ tiếp tục nhận được hồi âm của quý vị tới các hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Quý vị cũng có thể đóng góp thông tin cho chương trình theo địa chỉ Phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An. Số điện thoại 0383 835 316. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp thực hiện của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.